Chùa An Thới Bình Dương. Hello. Rồi xuống chỗ rồi mấy cái ghế đá gặp à, dạ. Đi ngồi dưới ừ. Đi ha ha, đi lên trên đây không à, rồi. Chị đi xuống đất luôn đúng không, đi xuống đất luôn à. Để đi lên lầu nha. Đây là những khu vực đi chùa xong ăn cơm. Nắng quá cả nhà ơi. Qua đây đang tu giữa chợ Phật. Trên đây là đang sửa chữa. Khu vực cái đó là cổng vô. Gà còn đi lên trên lầu chùa. Giờ nắng quá, ta mới vô. Chùa xong hướng đây là có cơm ăn luôn nha cả nhà.
chung là đi chùa là không có sợ đói. Mai này quá đẹp luôn. Đây là mai giả chứ nếu mà mai thiệt là đẹp. Tóc trẻ hoài kìa. Còn bên đây là ông nữa. Tới lùi cũng có nhiều đây mà. Mình cũng đi xuống thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ này nắng quá trời mà mọi người. Chào anh chùa, nãy giờ nắng quá em không thấy anh ơi. Đi chùa Hội An nè. Nãy giờ nắng chói chang quá. Chào Thái Thanh. Chùa Bà Bình Dương. Đúng rồi anh. Đi chùa Bà Bình Dương xong rồi chùa Hội An. Nắng quá. Đi Thái giờ khỏe ha. Không anh. Không mình lại xin nước uống rồi. Nãy giờ chối quá nhà không có thấy được cái bình luận. Cho chị xin ly nước. Đi chùa có nước uống có. Này gì em? Sữa hả? Giờ cho chị miếng đá đi. Rồi ok cảm ơn em. Uống sữa anh ơi. Mình sao này này chiều sổ hả mai sổ chiều không đúng không? À, đúng rồi chiều hết là chị em nói chiều là chiều à. Chứ để mua thằng là mai sổ không đó em nói nè chứ không dùm đà gì sao bữa nay là Đà Lạt là chiều nay sổ nè tiền ra cái này Đà Lạt hả thôi lấy Đà Lạt đi có gì chiều chúng đi Đà Lạt luôn sao nổ tao bán tao đâu có nói đâu đúng không nè lấy hai tờ đi bên rồi chiều nay 1/4 chúng đi Đà Lạt nha anh chùa về quê luôn cả nhà là đi làm đi làm luôn phải đi làm dạ 7 tuổi dùng em được nhà mua thì là gì đó dạ em không bỏ ra nó bị vậy từ hồi nhỏ thôi đó nó không ngon chị bị xuất huyết não ngoài não vô thì bây giờ chị bác sĩ nói chung là lấy thuốc cho uống từ nhỏ rồi đi giờ sáng đó lúc con về đó sáng về uống gì dần đi đó đi chùa Bà Bình Dương rồi giờ qua chùa Hội An nắng cháo quá không có thấy ké vô nè bây giờ vô tìm chỗ à ăn cơm đi bỏ bụng đi rồi mình đi tiếp. Nắng quá, Út đi với dì Dân. Mà dì Dân hình như là bả đi kiếm chỗ bả ngồi rồi. Nắng quá, trời nắng luôn. Có ai giống tôi không? Phơi nắng ngoài trời luôn. Giờ vô khu vực ăn uống đây.
Đây nhắn nhiều lắm. Đây đi chợ xong ha. Cúng xong lại vô đây ăn cơm. Cơm ăn cho dân. Wow, với cơm nhìn thấy hấp dẫn không? Thấy ngon không? Chà lại đi. Chà lại đi, chà lại nước. Chà nhà chùa. Sao? Ăn cái măng. Có anh chùa mình vô xem. Hai. Đi lấy cơm ăn, đi lấy cơm chiều cũng được. Đi lấy cơm ăn. Nghe cơm cũng thơm. Chào Lan Nguyễn. Hay mình lấy dĩa hả? Mình lấy dĩa giống như ấy hả? Lấy dĩa mình tự múc ha. Cơm vàng vàng. Cơm vàng vàng là cơm chiên hả gì? Này à. Để kho. Mình phải múc cơm. Cơm. Hồi nãy thấy có cơm chiên. Cơm ở đây. Thấy cơm chiên đó. Cái dĩa đi. Hết cơm chiên. Hết cơm chiên hả? Giờ múc canh mía đi. Tất thời giá thôi. Rồi được rồi, ok. Anh Kiều. Đi 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 đi. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Cái canh chua. Dạ, canh chua này dạ. Mấy muỗng. Muỗng à, không không em ăn củ sắn đâu. Muỗng nè. Cái miếng này. Nè mình đâu có ăn đũa đâu hả? Đây bàn trống tệ. Qua đâu ăn? Qua đây hả? Dễ quá cơm xưa. Dễ hả? Ừ. Đây vô đây đi chấm. Lấy tờ giấy đi. Ý bên kia á, ngoại bà chú. Cái này có giấy rồi lau luôn sạch cho bên ngoại ăn. Cơm nha.